Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh myclip.vn. Đây là một chương trình mai mối rất đặc biệt, hẹn hò online. Mặc dù bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể kết nối được với Ghép Đôi Thần Tốc quý vị nha. Và chương trình của chúng tôi thì được phát sóng độc quyền trên myclip.vn, một mạng xã hội giải trí tuyệt vời. Chúng ta có thể xem phim, nè, nghe nhạc, cập nhật tin tức, không giới hạn data. Và đặc biệt khi xem chương trình, nếu như mà chúng ta xem trên kênh myclip.vn và trả lời những câu hỏi liên quan dưới video thì quý vị sẽ có cơ hội nhận được thẻ cào, điện thoại giá trị mỗi tuần. Ưu đãi này chỉ dành riêng cho khán giả khi xem trên myclip.vn mà thôi. Còn thể lệ đăng ký tham gia chương trình thì sao? Rất là đơn giản, chỉ cần là chúng ta đang độc thân, muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy mạnh dạn làm một video clip nhỏ thôi, ngắn thôi, thật là ấn tượng, giới thiệu về bản thân mình và gửi về email của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc amocmcvnetwork.com. Và mỗi tuần thì chương trình sẽ lựa chọn ra hai cặp đôi tương đồng để cùng nhau tương tác và ghép đôi họ với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ xem những clip ấn tượng của tuần này quý vị nha. Xin chào chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Hai, chào mọi người. Em tên là Nguyễn Quốc Hưng, năm nay em 31 tuổi. Mình tên là Bình, mọi người gọi mình là Nga. Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng. Mình tên là Minh Vũ. Hiện tại mình đang làm việc tại kỹ thuật BC tại quận 10. Em tên là Nguyễn Đăng Tuyền. Năm nay em 24 tuổi, em cũng cảm nhận là mình là một người năng động và hòa đồng và cũng có một chút xíu tự tin. Em muốn tìm người bạn gái duyên dáng, dễ thương, hòa đồng, họ vui vẻ. Mình tham gia chương trình là hy vọng mình sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Gia đình mẹ mẹ người thân đều rất ủng hộ mình tham gia chương trình, mong muốn là tìm một người phù hợp với mình. Là mẫu người bạn trai lý tưởng của em đó là hiếu thảo với ba mẹ và tử tế và bản lĩnh. Và như thường lệ, Tường xin phép được gặp gỡ bạn nam trước tiên. Hello, chào em trai. Dạ, chào chị. Đang ở đâu vậy? Dạ, đang ở nhà. Ở nhà đó hả? Gì rượu bia sau lưng từ lưa vậy? Dạ, em để cho đẹp vậy chị, chứ có gì đâu. Nhậu nhiều không? Được có 1-2 lon à. Bữa nào mình nhậu tay đôi nha. Ồ, Liverpool rồi nữa. Dạ thôi, vậy chắc em thua rồi đó. Rồi, xíu đi để chị mời bạn gái vô rồi mình nói chuyện nè. Rồi, cho Tường gặp bạn gái luôn đi, quý vị ơi. Hello, chào em gái. Dạ, em chào chị Tường. Em thấy chị rõ không? Dạ, cũng rõ. Hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về mình ha. Rồi bạn trai giới thiệu trước đi nè, vô trước nói trước nè. Em tên gì? Dạ, em tên Đỗ Minh Vũ. Em sinh năm 1993. Hiện tại đang làm kỹ thuật máy tính chị ở quận 10. Kỹ thuật máy tính cho nên đồ chơi đầy đủ ha. Mạng đồ ổn định ha, mặt lên đẹp trai ha. Hiện tại là Vũ đang sống với ai vậy? Dạ em đang sống một mình chị. Một mình? Ủa vậy quê ở đâu? Dạ quê em ở Ninh Thuận. Bây giờ đang sống ở đâu, làm việc ở đâu? Dạ đang ở Bình Tân, làm việc ở quận 10. Quê Ninh Thuận, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Dạ. Đúng chưa? Là ba mẹ là còn ở Dạ đúng rồi. Ba mẹ là còn dưới quê hết. Dạ không, mẹ em thì ở trong này nè chị, nhưng mà mẹ em làm ở công ty quận 8 á. Hai mẹ con không có ở chung? Tại em kiểu em ở chung với mẹ không hợp á. Vậy còn rồi ba đâu? Rồi nhà đông anh chị em không? Dạ em có một em gái và bố mẹ em ly hôn được 9-8-9 năm rồi chị ơi. Rồi em gái sống với ai, sống ở đâu? Dạ em gái em ở trên Đà Lạt á. Em gái em làm dạy tiếng Anh ở trong trung tâm á chị. Nhà có ba mẹ con sống ba nơi vậy đó ha. Dạ tại bé em gái của em nó không có thích ở Sài Gòn á chị, thích ở lên Đà Lạt kiểu bình yên. Cũng tạm hiểu sơ sơ hoàn cảnh nha. Rồi mời bạn gái em giới thiệu cho chị nghe thông tin tên tuổi, thông tin cá nhân của em đi nè. Em tên gì? Dạ em chào chị Cát Tường và bạn nam. Em tên đầy đủ là Nguyễn Đoàn Tuyền. Em thì hiện tại đang là nhân viên kinh doanh tại Hyundai. Quê em thì ở Hoàng Ngãi. Rồi mình đang làm việc ở đâu? Quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 chị. Mình sống với ai trong này vậy cưng? Tuyền. Dạ em ở với chị gái. Thì là ba mẹ vẫn còn ở Quảng Ngãi. Dạ còn mẹ. Tuyền là sinh 97 phải không? Vũ là sinh 93 phải không? Cách nhau 4 tuổi nha. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tuyền? Điểm mạnh của em là hòa đồng, em năng động và cũng có một chút tinh tế. Còn điểm yếu của em là em có một cái tính gọi là
trì hoãn này, với lại là cũng bị hay bị áp đặt á chị, hay áp đặt vào người khác á, có nghĩa là ví dụ mà cũng không ai khác hết, chỉ là người trong nhà mình thôi, nhưng mà cũng muốn người đó như mình muốn. Cái gì mà cảm thấy mình không có hài lòng là mình sẽ nói. Thế còn Vũ, điểm mạnh điểm yếu là gì? Em nghĩ cái tự tin nhất của em là chắc là từ bên trong chị ơi, chứ không phải ở bên ngoài. Bên trong là gì? Dạ kiểu như sống trong kiểu gia đình mình không có được trọn vẹn, cho nên cái phần nhân cách của em nó hoàn thiện trước cái phần mà về kiếm tiền chị ơi. Cụ thể nói nghe coi. Cũng biết quan tâm nè, biết thế nào quan tâm đúng lúc, cần quan tâm thì cần quan tâm, còn khi nào công việc thì công việc, biết làm người khác vui. Ở trên camera thì em hơi kiểu bị khớp, em khó nói chuyện lắm, nhưng mà ở ngoài thì chị khác. Chị thấy em đâu khớp gì đâu, thấy bình thường mà. Vậy là cái gì cũng có mà tiền là chưa có phải không? Dạ đúng rồi. Chứ đi làm mấy năm nay rồi không có dành dụm được gì hết hả? Có, cũng có dành dụm, cũng có tự kinh doanh nhưng mà nó không có thành công chị. Em sống là em tự chi tiêu, tự sống hay là em có nuôi mẹ hay là hỗ trợ em rồi gì không? Mẹ thì mẹ tự làm, mẹ tự, nói chung thân ai nấy lo hết. Khi nào thành công thì mọi người gom kiểu góp lại là mua cái nhà để ba mẹ con kiểu đoàn tụ á chị. À, có nghĩa là bây giờ cái ước mơ giống như là cái mục đích đề ra là sẽ là cố gắng mua cái nhà để ba mẹ con sống chung phải không? Dạ đúng rồi. À, và cái điều này là dạ. Có chị mình là có hợp gia đình hả em? Có chia sẻ với mẹ với em luôn rồi đúng không? Cả ba cùng cố gắng phải không? Em nghĩ một mình em thôi, em chưa có nói với mẹ, chưa nói với em, nhưng mà em nghĩ mấy mẹ con em là đều hiểu điều đó mà chị. Bình thường có hay gặp mẹ không? Có hay trò chuyện với mẹ, nói chuyện với mẹ không? Bao lâu mới gặp mẹ một lần? Dạ tất nhiên rồi, nhưng mà kiểu em với mẹ không có hợp khẩu chị ơi, ở gần nhau hay mẹ hay nói em lắm, nhưng mà em thì không có hư, không có kiểu kiểu la cà, rồi em đi làm rồi em đi về nhà em kiểu mở một đoạn nhạc gì đó rồi uống cái thứ nước mình thích rồi ở nhà mình thư giãn thôi, chứ em thích đi ra ngoài lắm chị. À, Tuyền ơi, cái tình trường của em như thế nào? Tuyền trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em đã từng quen một người chị. À, quen được bao lâu? Dạ chắc được một năm. Rồi lý do sao chia tay vậy? Hồi em quen là hồi năm cuối, xong rồi quen khi ra trường, gần ra trường là chia tay luôn á. Là tự nhiên lúc đó là em cảm giác là cái quan điểm, những cái suy nghĩ nó không có phù hợp nữa. Em chia tay hay là người kia chia tay? Chị em. Nhưng mà không hợp là không hợp chỗ nào? Tự nhiên đang quen cả năm trời, bạn đó làm sao? Không phù hợp, không phải là do tính cách của hai người không hợp, mà là cái suy nghĩ của bạn đó nó không thuộc. Em nghĩ lúc đó là em nghĩ em hay bị nghĩ xa, hay bị nghĩ xa xa vời á. Cho nên là em hỏi rất là nhiều lần, nhưng mà bạn đó trả lời câu hỏi đó của em không thuyết phục em. Đó, em hỏi câu gì và bạn nó trả lời sao? Nói chị nghe thử coi. Em hỏi là mục tiêu của bạn đó là gì? Em rất là hay hỏi câu hỏi đó luôn. Thì lần đầu tiên thứ nhất thì kêu là không có mục tiêu. Thì lúc đó em còn đi học, nói chung em cũng không có suy nghĩ nhiều. Em hỏi tiếp lần thứ hai và thứ ba nữa. Lần hai, lần ba vẫn trả lời là không có mục tiêu hả? Có, nhưng mà cái mục tiêu đó em nghe nó phi lý đó. Mục tiêu gì? Kêu là kêu là để cưới em. Kêu là để cưới em. Kêu là sẽ nỗ lực, sẽ nỗ lực làm và cưới em. Nhưng mà không, thật sự em thấy nó không thực tế. Không thực tế? Hai đứa quen nhau, người ta vào mục tiêu đặt ra là cưới em, tự nhiên không thực tế. Bà này tào lao nữa. Thật sự là khi bạn đó nói cái điều đó, ồ mình nghe mình cũng cảm động, ồ mình nghe mình cũng này nọ lắm. Nhưng mà xong rồi những cái gì đó bạn đó làm á thì nó lại trái với nhau. Cho nên là nó không có match lại với nhau, cho nên là không có phù hợp. Nói cho có nói thôi phải không? Tại em hỏi hoài, người ta nói cho em vui vậy thôi, cho khỏi hỏi nữa. Cho em nói xem vào tới được không? Nói đi cưng. Em nghe bạn nữ nói vậy, ý bạn nữ nói là kiểu mình đặt ra cái mục tiêu đó, rồi bạn nữ muốn bạn nam nói là thực hiện những cái gì để đạt được cái mục tiêu đó. Hay quá ha, bình ha, chưa dân hiểu rồi ha, hay quá, tôi không hiểu mà mình đang ngồi hiểu luôn rồi ha. Phải không Tiền? Giờ là từ đó tới giờ là có mối tình nào khác nữa không? Dạ không. Một mối đó thôi đó hả? Dạ. Em tin vào cái gọi là cái tùy duyên á. Cứ thuận theo tự nhiên đi, cứ vạn sự tùy duyên đi. Cái nào nó đến, khi nào duyên đến thì nó đến thôi. Thế còn Vũ, mình trải qua mấy mối tình rồi Vũ? Dạ, em trải qua chắc cũng 3 mối tình rồi chị. Một mối tình gà bông hồi năm 12. Một mối tình là hồi đại học em quen được khoảng hơn một năm. Em kiểu như lúc đó là còn kiểu còn trẻ, chưa có định hướng như thế nào, như biết là một thằng đàn ông là phải quyết đoán rồi. Nhiều yếu tố của người đàn ông mà điều em không có, nhưng mà đương nhiên lúc đó là em sinh viên mà sao em có được. Sau khi quen cái bạn đó là em kiểu
khác đi nhiều á chị, thay đổi nhiều, nhận ra được nhiều điều. Chia tay bạn đó rồi mới nhận ra được nhiều điều. Dạ đúng rồi, thì lúc mà chia tay bạn đó thì em rất là thương bạn đó luôn, nhưng mà vì là em không có được những cái thứ mà bạn đó mong muốn ở một cái người kiểu như là sắp cưới á, em sợ bạn đó kiểu em chở đi đâu mà bạn đó không dự ý á, cho nên em hay lại hỏi. Đúng nhưng rồi. Mà thật ra em lúc mà chia tay em mới suy nghĩ là mình kiểu mình phải quyết đoán, mình đàn ông là mình phải lựa chọn địa điểm kiểu như vậy chị. Đúng luôn. Ai hỏi là hôm nay em muốn ăn cái gì, hay đi đâu em, chứ mình không có nói là em ơi đi coi phim, em ơi đi ăn bún, ví dụ vậy, không có chủ động mà toàn là hỏi không à, phải không? Muốn tìm một người vợ tương lai như thế nào Vũ? Kiểu tình yêu mà trong cái tình yêu nó có cái tình bạn đó chị, nếu mà không yêu nhau á mà làm bạn được với nhau á là em thấy cái tình yêu đó nó, em nghĩ là cuộc sống hôn nhân nó sẽ khỏi bị nhàm chán. Thế còn Tuyền, mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Chồng thì em chưa dám nói tới, là không biết là đến khi nào. Còn ví dụ như còn khi gọi là người yêu thì em muốn tìm một người bạn đồng hành hơn, cùng nhau học, cùng nhau phát triển bản thân, cùng nhau làm, cùng nhau chơi. Còn nếu mà gọi là về kết hôn luôn á, thì em muốn là tìm một người bạn đời luôn, là có thể là mình chia sẻ và mình thấu hiểu với nhau. Và đặc biệt em quan trọng nhất ở một người con trai đó là sự hiếu thảo. Thì khi mà em nghe bạn đó không ở với mẹ thì em có một chút khựng lại một tí xíu. Một điểm mà em quan tâm tới bạn nam ở người tương lai của em nữa đó là sự hào phóng. Rồi giơ tay phát biểu đi, cho phát biểu luôn đó. Để em nói chị hiểu. Chị thì hiểu rồi đó, mà tại vì Tuyền nó không hiểu. Thực ra mẹ rất là thương em và mẹ rất là kỳ vọng nhiều vào em. Em thì em không muốn mẹ buồn, cho nên em cứ muốn ra ngoài ở. Kiểu như mẹ hay thấy em làm cái này làm cái kia mà không được là mẹ hay nói vô là làm em phân tâm lắm. Chứ không phải là không có thương mẹ. Đúng rồi, chị nghe em. Em lúc nào cũng nghĩ với gia đình, cho nên em ít đi chơi lắm chị. Tại vì em nghĩ á, mình chưa làm được gì cho gia đình á, cái đam mê của mình bỏ lại phía sau hết chị ơi. Chị hiểu mà, tại Tuyền có thể là chưa nghe rõ hoặc chưa hiểu kịp thôi. Chứ cái mục đích của em là vẫn muốn có một được mua được nhà để đón mẹ về ở chung, thì chị biết là em hiếu thảo thương mẹ rồi. Nhưng mà hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng được may mắn như ai đâu. Thế lại là em thì lại không có cha nữa, thì cái trách nhiệm của con trai lớn trong nhà lo cho mẹ thì chị cảm nhận được. Rồi chuyện đó sẽ từ từ tìm hiểu sau, bây giờ cái này mới quan trọng nè. Vô chuyện tình yêu nè. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử trước hôn nhân? Em thì em suy nghĩ về này chị. Nếu mà em là đặt vị trí của một người phụ nữ á, qua cái cuộc sống mà em sống với mẹ em từ nhỏ tới giờ á, thì em nghĩ á, nếu mà cuộc đời này tất cả đàn ông là đều làm những cái món ăn ngon ở trên một cái bàn buffet mà một người phụ nữ chọn á, thì sao mà qua ánh mắt họ biết được bên trong nó có thật sự là phù hợp với mình hay không? Thì tại sao mình không thử tất cả các món rồi sau đó mình lại chọn cái món mà mình cảm thấy phù hợp nhất? Ok, cũng em suy nghĩ như vậy. Có nghĩa là cái chuyện đó là bình thường, còn hơn là lấy nhau về không hợp. Dạ đúng rồi chị. Tại vì em nghĩ kiểu như là tại sao mình phải đánh đổi cả cuộc đời vì một người đàn ông, lỡ ví dụ như lỡ có con có đồ giống như mẹ em rồi nó. Còn bạn gái thì sao? Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Dạ thì đối với em thì em hiện tại thì cũng không phải quá nặng, nhưng mà em cũng có thể sống thử, nhưng mà với một điều kiện rằng là cái người đó là người mình phải xác định là đi đến có cái chiều hướng là lâu dài thì em mới chấp nhận cái việc đó, việc sống thử. Em cũng rất là ủng hộ cái việc gọi là mình phải nên sống thử một thời gian trước khi hôn nhân. Trong những cái thời gian mà mình tìm hiểu lẫn nhau thì mình cũng không thể nào mà mình hiểu hết được cái đối phương được, cho nên là cái khoảng thời gian mà ở chung thì mình mới có thể thấu hiểu hơn và biết được là những cái tính xấu của người ta. Cái lúc đó thì những cái tính xấu tính của người ta mới xô ra, thì mình mới biết được và mình có chấp nhận được hay không, thì mình mới có tính ra được cái tương lai. Lúc em chia sẻ là bên này kia nó giơ tay nó lai lai vậy nè. Ok thôi được rồi, không làm mất thời gian hai bạn. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn gặp nhau ha, một đôi trẻ ha, phòng máy cho kết nối với hai bạn lại đi với nhau đi ạ. Trò chuyện thoải mái nha, chị Tường ao một chút xíu cho hai bạn tự do nói chuyện. Một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Dạ, em cảm ơn chị. Sao vậy? Không, tại vì chị Tường kêu chị Tường im lặng một tí là tại vẫn thấy chị Tường nè. Ý là chị không nói thôi, chị im lặng thôi. À rồi, ok. Hello anh. Thật sự là ở trên cái cam á, anh không có nói được kiểu như bị khớp á, không nói được nhiều đâu. Nhưng mà ở ngoài này sinh sách khác á, kiểu không có được tự nhiên á. Em ở trong này là ở một mình hay là ở với ai? Em ở với chị gái. Em làm ở quận 3 hả? Quận 3 chắc cũng gần chỗ anh. Hồi đó giờ quen, em quen chỉ có mới một người thôi hả? Nhưng mà tìm hiểu thì nhiều, chính thức thì nhiều. À ok, vậy được. Vậy em có thích người con trai từng trải không? Em cực, nói chung là em thích, em thuộc tiếp gọi là thích sự trưởng thành á.
anh thật sự kiểu nói chuyện gặp mặt nhau và kiểu tìm hiểu nhau nó sẽ hay hơn, chứ giờ anh nói trước rồi nó có những cái nó không đúng, nó cũng không hay. Với lại tính anh cũng kiểu càng lớn thì anh nghĩ anh thích thể hiện hơn là kiểu mình nói. Với lại em biết tại sao mình đương nhiên rồi, anh rất là mê đó đá bóng á. Anh sống hiệu thì lắm, buổi sáng anh dậy sớm đi tập gym mà. Hình như em thấy hơi ốm không ta? Cũng không đến mức nổi đâu. Dậy sớm là dậy mấy giờ? 6:30 nè, tập khoảng 1 tiếng rồi 7:30 là về nhà tắm rửa rồi ăn sáng là lên công ty, 8:30 là làm. 6:30 là sớm á hả? Anh dậy cỡ đó là anh thấy canh thời gian nó vừa đủ rồi. Anh có theo tôn giáo không? Không. Có tin về sợ tôn giáo hay gì? Có tin về mấy cái đó không? Không, anh là anh đi chỉ tin nguyên số thì tin, nhưng mà không có mê tín. Mê tín khác, còn tôn giáo là khác, mà giống như đó là một cái đức tin thôi mà. Nhà anh là ai cũng đạo Phật hết á, nhưng mà anh thì anh tin duyên số là ở hiền thì gặp lành, mình sống tốt thì sẽ gặp người tốt. Em là người thì đạo Phật á. Thì nhà anh cũng đạo Phật mà, có gì đâu. Chứ anh bây giờ anh không kiểu quen với một ai đó để là kiếm người yêu nữa. Khi mà làm bạn, mình tiếp xúc, mình gặp nhau, nói chuyện vài lần là thấy cảm thấy đó, lúc đó mình sẽ có những một số thông tin để mình tiếp tục á. Còn nếu không hợp thì mình dừng lại. Alo, cái gì dạ? Mà mới chưa gì chứ không hợp dừng lại rồi trời. Sao hôm nay thấy cuộc gặp mặt này như thế nào? Tiên nói chị nghe coi. Dạ em hả chị? Trước đầu tiên là em xin cảm ơn chị. Em cũng thấy rất là vui. Thế anh này anh cũng khá là tự nhiên. Tuy là anh nói là anh khớp camera nhưng mà em thấy anh không có khớp cho lắm. Thấy đâu thấy nó khớp gì đâu ạ? Chị ơi, nói vậy là ở ngoài là bạn nó chắc cười hồi luôn với em luôn á. 2 năm rồi em mới thay đổi cái avatar của em mà chị hiểu là em bị khớp camera chị ơi. Em không có tự nhiên đâu, em nói cứng lắm. Cứng mà còn vậy đó, không biết mềm sao ạ? Còn em cảm nhận như thế nào gì về cái buổi gặp mặt này? Em nghĩ ngoại hình á nó chỉ là cái để ta bắt đầu thôi à. Quan trọng là tính cách với lại tâm hồn ở trong mình có hòa hợp với nhau hay không á. Nhà nó bên trong hoài, không biết bên trong nó ra làm sao mà nó cứ bên trong hoài à. Tìm hiểu á thì mai mốt hai đứa rảnh là hai đứa sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ nhau nhiều hơn. Hôm nay chị Tường chỉ cho cái cơ hội gặp mặt thôi, nhìn sơ sơ thôi, làm sao mà hiểu được nhau. Muốn tìm hiểu để tiến tới mà yêu đương, hẹn hò, hôn nhân thì hai bạn phải tự chủ động, mình gặp nhau. Bây giờ hỏi thêm vài chuyện nữa cho vui nè. Em quan niệm như thế nào về tình một đêm? Dạ thì em cũng không có phải giấu gì hết vậy. Em thì em đã từng trải qua chuyện đó rồi, nhưng mà em thấy cái đó nó kiểu... Vui không? Nếu mà đứng ở góc độ thằng con trai á thì em nghĩ chắc em nghĩ thằng ai mà chả thích điều đó đâu, nhưng mà riêng em trải qua rồi á thì em thấy cái đó nó nhạt nhẽo không chị ơi, kiểu giống như là mình không có cảm xúc gì với cái người đó hết á, mình chỉ là thỏa mãn ở ngay cái lúc đó thôi à. Còn bạn gái uống nước hoài vậy, như là nói tới chuyện tình một đêm uống nước hoài vậy sao? Em thì suy nghĩ như thế nào về dạ, chuyện em đó? Em thì không chấp nhận chuyện đó. Có nghĩa phụ nữ mình là phải có cái quá trình đúng không? Để tìm hiểu, phải có yêu thương rồi muốn gắn kết rồi lúc đó mình mới như vậy đúng không? Rồi, ok, đúng rồi, hãy tạm hiểu. Giờ ví dụ như đi chơi chung với nhau, hẹn hò với là đi chơi rồi tiền ai trả? Đủ. Đó, nửa đó công em lại chỉ dạ. Chị nữa. Theo em suy nghĩ thì con người em sống thật chị ơi, mình có ở một cái mức chi phí đó thì mình dẫn vào ở một cái mức chi phí mà mình có thể đáp ứng được. Đúng. Vậy thôi chị. Còn nếu bạn gái muốn đi hơn thì bạn gái tự trả. Dạ không, nếu mà bạn gái muốn đi hơn thì ok, có thể em đi một lần đó thì sau em sẽ nói với bạn gái là kiểu anh không đủ khả năng. Đúng rồi, em sẽ nói thẳng thắn với nhau chị. Thương quá bởi vậy. Nhưng mà năm nay nhiêu tuổi rồi? 30 mấy. Và lo là ổn định. Ui sao lại 30 mấy chị? Sao chị cộng tuổi em? 93 là nay nhiêu tuổi? 28 hả? Dạ năm 28. 28 ngày xưa người ta có vợ có con rồi. Bây giờ phải lo tích lũy đi để lấy vợ nha. Bây giờ chị hỏi thiệt, cái này phải trả lời thiệt nè. Có hai mục tiêu. Dạ. Một là mua nhà về sống chung với mẹ trước, hai là lấy vợ. Em thực hiện cái nào trước? Dạ chị ơi, nếu mà được chọn á thì em sẽ chọn có nhà trước chị. Còn nếu mà chuyện duyên số tới thì tùy thuộc vào bạn nữ rồi chị ơi. Được cái là Vũ rất là thiệt tình nha. Nghĩ sao nói vậy, chị thấy là dân là cũng những thà mình lấy người chồng từng trải về sau này mình đỡ, lấy người chồng không biết gì về sau này nó bắt đầu nó học biết lúc đó mới mệt á. Tuyền có nghĩ vậy không Tuyền? Dạ em là thích những người như vậy, có nghĩa là em có thể chấp nhận một người đã từng có một đời vợ luôn cũng được. Tuy nhiên là phải rõ ràng về cái mặt pháp lý. Về những người như vậy thì họ sẽ cảm giác là họ sẽ bảo vệ, họ sẽ trân trọng với những gì với mình hơn. Chị hỏi Tuyền là nguyện vọng của em thì em mong muốn là bao nhiêu năm nữa hay là bao lâu nữa thì em sẽ lập gia đình? Hồi trước đây thì em sẽ đặt ra mục tiêu cho mình là 27-28 tuổi mình sẽ kết hôn. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chỉ cần đúng người thôi, còn thời gian, thời điểm nào thì cũng sẽ được hết. Thế hôm nay các bạn đã chuẩn bị cho chị Tường biểu tượng mặt trời với mặt trăng chưa? Dạ có rồi chị.
cái mặt trời đó là nếu như sau 3 tiếng đếm thì Tường mà mình muốn hẹn hò với nhau, muốn có thông tin của nhau, muốn kết bạn với nhau thì mình đưa biểu tượng mặt trời. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cho các bạn. Nếu mình cảm thấy là hôm nay chị Tường giới thiệu con người này cho mình nó không phù hợp, mình có quyền từ chối, mình có quyền đưa biểu tượng mặt trăng. Mời hai bạn nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa cái biểu tượng mà mình chọn lên. 1 2 3 Xin mời hai em. Trời ơi, bà đưa cũng chậm hơn ta mà rụt rè e ngại nữa. Báo cho em biết nha Vũ, cô này cổ cũng nhõng nhẽo, cổ cũng khó chịu lắm đó. Cũng là kiểu hơi bánh bèo dẹo dẹo đó. Em cũng phải rất là mệt đó nha. Cố gắng nghe, nhưng mà thấy là hợp nhau đó, xứng đôi đó. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cho nhau. Mình cùng ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng quá tiện. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chúc hai bạn có những ngày hẹn hò với nhau, đi chơi với nhau, tìm hiểu nhau thật là thú vị. Em cảm ơn chị Cát Tường cùng ban tổ chức nhiều nha. Ok, còn muốn gì nữa không? Ok, bye bye, tạm biệt. Như vậy là thành công nữa rồi quý vị. Hôm nay bà mối Cát Tường đã hoàn thành xuất sắc. Và cặp đôi vừa rồi chúng ta thấy rõ ràng là rất là dễ thương đúng không các bạn? Vui quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Chàng trai của cặp đôi thứ hai như thế nào? Xin cho Tường được gặp. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Và bây giờ Tường xin phép được kết nối với bạn nam. Một, hai, ba. Hello, xin chào bạn. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Rồi, nghe rõ ha. Ok, đợi chị Tường xíu thôi. Mình sẽ kết nối với bạn nữ rồi mình trò chuyện luôn. Một, hai, ba. Hello, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi, nghe rõ ha cưng ha. Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ thì mời bạn gái chúng ta sẽ giới thiệu về những cái thông tin cá nhân của mình trước nè. Em tên gì và em đang ở đâu? Em xin được giới thiệu, em là Lưu Thị Phương. Năm nay em 33 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Đắk Lắk. Phương đang làm công việc gì? Dạ em đang làm bên thị trường bất động sản. Quê mình là ở Đắk Lắk luôn hay là ở đâu Phương? Quê em ở Hà Nam chị ạ. Hiện tại mình là sống ở Đắk Lắk, là mình sống với ai? Em sống với bố mẹ. Vậy là coi như mình cũng vào Đắk Lắk sống lập nghiệp lâu rồi đúng không? Hiện tại là mình đang ngồi livestream ở đâu vậy? Em đang ngồi nhà. Rồi hôm nay nhà có ba mẹ ở nhà không? Dạ không, ba mẹ em đi làm hết rồi. À vậy hả? Rồi quay trở lại với em trai, giới thiệu về bản thân mình đi em. Em tên là Phan Tiến Mạnh, sinh năm 1987. Em quê ở Hải Dương, hiện đang công tác tại Đồng Nai. Có khi nào lên Đắk Lắk, lên Buôn Mê Thuột chơi chưa? Em có lên một lần, em lên trên Buôn Mê Thuột. Mình ở Đồng Nai nhưng mà là Đồng Nai ở khu nào vậy? Em ở Biên Hòa. Rồi mình đang làm công việc gì á Bạch? Em làm bên xây dựng các công trình, công trình giao thông, công trình thủy lợi. Em thì hiện tại vừa đấy là em đang trên đường đi công tác, nhưng mà đến giờ ấy thì em ghé vào một khách sạn ngồi. Coi như là ghé vô khách sạn ngồi để quay chương trình xong rồi mình đi tiếp. Dạ vâng. Ồ, dễ thương quá. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình ha. Mạnh là có điểm mạnh với điểm yếu gì em Mạnh? Em thì ít điểm mạnh lắm. Em được cái là hiền, dễ tính, hòa đồng, không có gia trưởng và biết lắng nghe ý kiến của người khác. Còn điểm yếu của em ấy, nhiều khi là tính tình do hiền nên là có lúc mà mình hay cả nể, nhút nhát ấy chị. Cái đấy là điểm yếu nhất. Những cái lúc mà ban đầu ấy thì khi mà mình chưa quen biết nhiều ấy thì mình cũng ngại tiếp xúc, thì cũng tiếp xúc đấy nhưng mà không đi được đến đâu cả, do là cái tính của mình nó cũng nhạt nhẽo. Ok rồi Phương ơi, Phương. Dạ. Rồi Phương thì sao ạ? Điểm mạnh điểm yếu của Phương là cái gì? Dạ điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, thân thiện với mọi người. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, với là em không có cái năng khiếu gì hết. Về tình trường thì sao? Mình nói mình lớn tuổi mà thật ra là Phương đã trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà chắc là vì quan điểm sống không phù hợp nên là chia tay. Có khi là cũng là do duyên chưa tới. Cũng nhiều người tới với em lắm nhưng mà không đi đến đâu hết. Lôi em đi cách duyên 3 lần. Đi làm gì? Đi làm gì 3 lần? Ở ngoài miền Bắc là đi cách duyên âm đó chị. À chị biết rồi, chị cũng mới vừa đi ra Bắc cách duyên âm về nè. Mà cũng đâu có được gì đâu. Chị mới đi thiệt mà. Ai cũng nói chị sao đẹp vậy mà không có bạn trai, không có chồng. Nói chị xạo, nói chị có mà giấu. Chị nói đâu có giấu đâu, tôi mới đi cắt duyên âm về đó chứ mà có được gì đâu. Em cũng
thường xuyên nghe giống như chị đó. Rồi, đó là cái mối tình đầu tiên, là mình kéo dài được bao lâu Phương? Dạ cũng 4-5 tháng rồi chị. 4-5 tháng dài được lâu đâu. Rồi mối tình thứ hai? Nửa năm thôi. Mà mối tình nó chia tay cách đây bao lâu rồi? Mấy năm, 3 năm rồi. Nhưng mà tại sao cũng không được vậy? Có lý do gì hả Phương? Chắc là cũng bất đồng nhiều thứ á chị. Chắc là do cả hai. Không, ý là mình phải biết được là cái nguyên nhân tại sao mình không tiến tới được, để mình rút kinh nghiệm ở những cái mối tình sau thì mình sẽ đỡ mất thời gian, hoặc là mình để thì mình chọn đúng cái đối tượng. Ý chị muốn hỏi là như vậy. Do không đồng nhất được các quan điểm của nhau. Gia đình hai bên đã biết nhau chưa? Chưa. Chưa luôn. Rồi quen lớn và chị quen ai là quen ít bữa là phải về nhà phải tìm hiểu gia đình của người ta coi được hay không chứ. Để mất thời gian, đó là những cái em phải rút kinh nghiệm đó. Tại vì thời gian mình đâu có nhiều đâu mà mình quen hoài. Mình phải quen để tiến tới hôn nhân, đúng không? Thì cho nên mình muốn tìm hiểu để tiến tới hôn nhân thì mình phải tìm hiểu về gia đình của người ta nữa. Và bản thân mình cũng phải tạo điều kiện cho đối phương hiểu mình. Nếu mình thật sự mình trân trọng và mình nghiêm túc trong cái mối tình đó thì mình phải đưa người ta về nhà mình chứ. Dạ. Nhưng mà ý em nói là không có cùng cái quan điểm này. Cụ thể là quan điểm về cái gì? Dạ, ví dụ như là em xác định là nếu mà lấy nhau thì mình sẽ làm việc ở một nơi này. Thì anh ấy không thích, anh ấy kêu anh không muốn ở đây. À, coi như là cái bất đồng đầu tiên là về cái nơi định cư, cái nơi mà an cư sau khi đám cưới, đúng không? Là bất đồng. Rồi. Nói chung á, là chị nghĩ vậy nè, là do chưa đủ, tình yêu nó chưa đủ lớn thôi. Dạ đúng rồi. Chứ mà tình yêu nó đủ lớn là cỡ nào cũng sắp xếp được hết trơn á. Anh theo em thì em sẽ theo anh, miễn là chúng ta được ở chung với nhau thôi. Vậy còn Mạnh thì sao? Mạnh, tình trường mình như thế nào Mạnh ha? Em thì cũng trải qua 2 mối tình, nhưng mà cũng không có mà sâu sắc. Cũng chỉ khoảng 6 tháng, chưa có gì để gọi là để ra mắt gia đình. Lớn tuổi ha, mà sao chưa có cái gì nó sâu đậm hết vậy? Tại vì ngày trước học ấy, thì em học cái ngành này ấy, thì là nó cũng môi trường cũng toàn con trai thôi. Rồi cái lúc mà đi làm ấy, thì môi trường làm việc cũng vậy, cũng toàn con trai. Với lại do cái tính của em nữa, cái tính của em là nó cũng thứ nhất ấy, là cái giao tiếp với các bạn nữ là kém. Và thứ hai ấy là do là tính em cũng lười giao tiếp, lười đi kiếm các mối quan hệ để mà tiến tới. Nhưng mà em nghĩ bây giờ lớn tuổi thì phải mạnh dạn hơn, chứ trong cái lớp cấp 3 của em ấy bây giờ còn có 3 đứa thôi. 3 đứa là chưa lấy vợ, mà 1 đứa ở nước ngoài, 1 đứa thì qua Tết lấy vợ. Thế vậy còn mình em là thấy chết rồi, mình đội sổ rồi, không ổn rồi. Vậy thì bây giờ mình phải biết cải thiện. Cái hôn nhân nó cũng giống như cái sự đầu tư rồi đó. Mình muốn có, mình phải bỏ công sức cả hai bạn luôn. Mình lớn rồi mà thường mấy người lớn nó hay ngại lắm, hay làm biếng nữa. Ví dụ như thay vì là mình phải là chỉnh trang, mình trang đi làm về mình tranh thủ, mình hẹn hò, mình tìm hiểu nhau. Cái mấy bạn có thói quen à, thôi thích đi về nhà nằm cho nó khỏe, thích đọc sách, thích nghe nhạc, thích xem phim. Thì nếu như vậy thì mãi mãi mình ở mình thôi à. Nói chung là mình muốn cải thiện thì trước tiên là bản thân mình phải có ý thức thay đổi. Dạ đúng rồi. Lười nữa thì không có vợ đâu nhé, đội sổ thu lớp luôn nhé. Lười nữa thì không có vợ đâu nhé, đội sổ thu lớp luôn nhé. Rồi. Thế bây giờ Mạnh muốn tìm một người vợ như thế nào? Thứ nhất thì về phần tính cách của cô đấy là cái vấn đề đầu tiên ấy, là yêu thương gia đình. Thứ hai ấy là người cũng vui tính một tí, nhưng mà không có nói quá nhiều hay càm ràm chỉ trích một vấn đề còn đó. Cao khoảng 1m52 trở lên, sinh năm khoảng 85-95. Bạn Phương là sinh năm 88. Rồi, vậy là cũng hợp lý rồi ha. Thế còn Phương, tiêu chuẩn của Phương là mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn có một người bạn trai, có một bờ vai cho mình dựa vào. Một người mà không te chưởng, không hút thuốc, nhộng nhẹt nhưng mà về say thì đi ngủ thôi. Không nói, không nhây, biết chăm lo, quan tâm, chăm sóc cho gia đình. Cao cho em 1m65. Thế còn bạn Mạnh, khi em say xỉn vô em làm gì? Em say xỉn thì em đi ngủ thôi. Thì lúc đấy là kiếm cái chỗ nào mà yên bình nhất để mình nằm mà không bị ai quấy rầy chị. À, chứ có vợ rồi mà nhậu xỉn xong không đi về nhà, kiếm chỗ nào bình yên nằm ngủ mình, ngày mai về cũng mệt rồi nha. Có nghĩa là vợ vẫn muốn về nhà rồi nằm một góc đó ngủ, đừng có lèm bèm, ngủ dậy rồi tính thì được. Chứ mà đi kiếm chỗ nào bình yên ngủ mà nó không phải nhà mình là cũng hơi mệt, đúng không Phương? Dạ đúng rồi ạ. Ok, bây giờ chị sẽ cho hai bạn gặp nhau nha, để mình trò chuyện trực tiếp với nhau, để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nãy giờ mình mới nghe thôi, mình chưa có thấy nhau ha. Rồi xin cho phòng máy kết nối Mạnh với Phương ạ. 1, 2, 3. Rồi, hai bạn chào nhau đi nè. Chào bạn Phương.
Dạ em chào anh. Bây giờ Phương với Mạnh nói chuyện với nhau nha. Chị Tường sẽ out ra xíu cho hai bạn nói chuyện riêng tư một chút, rồi chị Tường sẽ quay lại sau ha. Hãy trò chuyện thoải mái lên. Mạnh ơi, chủ động lên nha Mạnh. Dạ. Rồi hai bạn tự nhiên. Anh vô Đồng Nai sống lâu chưa anh? Mình ở Đồng Nai cũng mới có hơn 2 năm thôi. Ngày trước ấy thì mình cũng vào trong này học là năm 2007. Học xong thì cũng đi làm, nhưng mà đi làm nhiều nơi, ra Bắc, cả miền Trung, cả miền Nam. Thế em là bây giờ là ở trên Buôn Ma Thuột hay là ở chỗ nào ở Đắk Lắk? Em làm ở trên Buôn Ma Thuột nhưng mà nhà em thì huyện nó rất là nhiều voi. Chắc là anh cũng biết huyện đấy. Voi à? Chỉ biết voi thì Buôn Đôn, Bản Đôn đúng không? Dạ đúng rồi, nhà em ở dưới đây. Em có hay xuống Sài Gòn không? Một năm em xuống cũng vài lần. Ngày xưa em cũng học, em làm ở đó một thời gian. Đến năm 2017 thì em mới về trên. Là hành chính. Anh hả? Dạ. Anh năm về 1-2 lần đấy. Từ hồi ra trường đến giờ em cũng hay ra ngoài miền Bắc lắm. Em quê ở đâu em? Quê em ở Hà Nam. Năm nay em về cũng mấy lần, em ra ngoài đấy. Nếu mà anh kiếm người yêu á, anh có quan trọng là mình có hợp tuổi hay không hợp tuổi không? Không, tại vì anh không rành cái đấy, là không để ý mấy cái đấy. Tại vì em thấy mấy người ở ngoài miền Bắc nó họ rất là coi trọng về hợp tuổi, sợ cặp tuổi, xung tuổi gì đấy. Rồi. Mấy bà, mấy bác á, coi kỹ cái đó lắm. Ô, nhà em có ký tính vấn đề đấy không? Nhà em thì không quan trọng, tại vì nhà em vô đây lâu rồi. Theo em thấy phong tục ở ngoài Bắc thì này như vậy. Nhưng mà đúng là ngoài đấy là người ta cũng hay đi xem ngày, xem tuổi là đúng là thế thật. Nhất là các cụ lớn tuổi ấy, các cụ lớn tuổi hay là những người mà làm ăn, mà kinh doanh. Anh có tình thì anh sẽ về quê lập nghiệp hay là quê Nam? Mình sẽ lập nghiệp ở trên miền Nam, tại vì mình cũng học xong mình cũng đi làm nhiều nơi, cũng có về quê làm. Nhưng mà mình thấy làm trong này ấy, môi trường của mình phù hợp với bản thân hơn. Cái môi với cả cái môi trường giao tiếp cũng khác, nó thoải mái. Như anh thì anh có quan niệm là phụ nữ giống như ở ngoài Bắc là phải công dung ngôn hạnh. Anh có quan điểm như thế không? Công dung ngôn hạnh nhỉ? Không, mình không nghĩ thế, nhưng mà mình thích người phụ nữ có cái tính cách hơi nữ tính một tí, nhưng mà không có quá kiểu mè nheo hay là kiểu như là quá điệu ấy. Con gái phải điệu chứ anh? Không, điệu vừa thôi, chứ nếu mà điệu nhiều quá lúc đấy là mình đau đầu. Alo, hồi nãy giờ mình nghe câu chuyện của các bạn không vô câu chuyện gì tình yêu hết trơn, mà mình có một cái kết luận hình như là bạn nữ có một cái định kiến gì đó về những người miền Bắc, về phong tục tập quán có vẻ nó không được tốt hay sao á. Em về ngoài đấy em thấy mấy bà mấy bác khó tính lắm. Đó là mấy bà mấy bác thôi, nhất là sợ làm dâu miền Bắc chị ạ. Đó là những mấy bà mấy bác mà có thể là cái thời xưa kiểu như là ông bà mình luôn kìa. Cỡ đó thì có thể là còn những cái cổ hủ của phong kiến ngày xưa. Chứ cỡ như ba mẹ thôi là cũng đã hiện đại văn minh rồi. Ví dụ như ra ngoài miền Bắc, nhà chị miền Trung nè, ba mẹ chị là năm nay cũng là gần 70 tuổi rồi, nhưng mà ai cũng rất là văn minh hiện đại. Cái quan điểm hay là cổ hủ hay phong kiến nó không phân biệt ra vùng miền, mà tùy theo cái gia đình và tùy theo suy nghĩ mỗi người thôi. Chứ thật ra những bạn trẻ bây giờ không ai người ta quan tâm ba cái chuyện coi tuổi coi đồ. Chẳng qua ví dụ gia đình có ông có bà thì ông bà biểu đi coi cho ông bà cho vui thôi, chứ còn khi mà tụi trẻ giờ đã quyết rồi là nó quyết à. Quan trọng là tình yêu, cho nên mình thoải mái mấy vụ đó ra đi. Thôi bây giờ để thay đổi không khí cho nó vui vui xíu nè. Em bạn này đã ở khách sạn rồi à, Phương tách điện thoại đi, vòng giới thiệu nhà coi Đắk Lắk là ai. Ta cũng có trồng tiêu, trồng cây điều gì đó, em có trồng không? Dạ, nhà em thì chỉ có vườn điều thôi, còn vườn kia với vườn cà phê thì nó hơi xa. À vậy hả? Cũng có cà phê luôn hả em? Có cà phê, có tiêu điều đủ luôn hả? Dạ, có cà phê với tiêu nhưng mà nó cách xa mấy trăm mét cơ. À, cà phê, tiêu. Vậy là phía trước có mấy cây điều. Dạ, đây ạ. Đâu cây điều đâu? Đó chị. À. À là cái nhà mình là trong khuôn viên nhà mình là riêng, còn điều là ở cái vườn khác hả em? Dạ đúng rồi. À, mình được bao nhiêu gốc điều? Em không rõ nữa, em ít khi ra rẫy lắm. Ủa vậy nhà mình là ngay mặt tiền hả? Mặt tiền sao thấy xe cộ chạy qua chạy lại vậy? Nhà em ở đường tỉnh lộ thôi chị ạ. À đường tỉnh lộ, vậy là nãy giờ tiếng ồn là từ bên phía nhà Phương. Ba mẹ của Mạnh là đang ở đâu? À, ba mẹ em đang ở ngoài Dương chị ơi. Rồi bây giờ quan trọng cái chuyện đó là giờ hai bạn đang yêu xa. Giả tỷ như ví dụ không phải nói yêu, nhưng mà bây giờ mình kết bạn với nhau thôi. Thì mình ở xa thì không biết là quan điểm của Mạnh về cái việc là mình có ngại có một cái mối quan hệ mà ở xa như vậy không? Em thì không ngại vấn đề. Làm cách nào để mình có thể vượt qua được cái khoảng cách về địa lý?
À, khi mà mình cảm thấy mà thân thiết rồi ấy thì mình sẽ có nhiều thời gian mà để sắp xếp hơn, lúc đấy là sẽ có động lực để mà tiến tới việc mà đi lại, việc đi lại sẽ thường xuyên hơn. Đúng, tình cảm nó đủ lớn thì mình sẽ đi tới đâu mình cũng đi được hết. À, ví dụ hồi nãy chị có nghe Phương hỏi em là về cái việc là an cư lạc nghiệp thì em nói là em muốn sinh sống ở trong Nam. Em muốn sinh sống trong Nam nhưng mà em khẳng chốt là em ở Biên Hòa hay là ở đâu cũng được, hay là phải ở Biên Hòa làm việc? Không nhất thiết phải Biên Hòa, ở trong khu vực miền Nam. Rồi, vậy bây giờ chị quay gọi hỏi qua Phương. Phương có ngại yêu xa không? Dạ, không chị ạ. Tại vì nó công nghệ hiện đại rồi. Mình gọi online, mình nói chuyện, mình tâm sự. Trong một mối quan hệ nếu như mà hai bạn mà yêu nhau đó, để mà tìm hiểu, để mà tiến tới hôn nhân á, thì theo như Phương thì bao nhiêu lâu mình phải nên gặp nhau một lần? Nếu mà có thể thì em cũng mong khoảng một tháng một lần. Rồi đó, những cái đó là những cái cần tìm hiểu đó, để hiểu nhau. Không lo tìm hiểu, đi lo tìm hiểu cái gì, ông bà đồ gì vô đây. À, hồi nãy chị nghe Phương chia sẻ thì chị có cảm giác giống như là Phương cũng ngại làm dâu. Phương có ngại khi mà lấy chồng thì phải đi theo chồng không? Dạ không ạ. Cái đấy là điều đương nhiên, nhưng mà nơi đó mình có thể là an tâm, có một niềm tin vững chắc thì mình có thể đi theo. Đó, quan trọng là như vậy. Chủ yếu vẫn là cái người đàn ông mình chọn là ai. Cái người đó có cho được mình được một cái sự an tâm, một cái sự bình yên. Thì bây giờ cảm xúc ngày hôm nay của Mạnh đi. Mạnh cảm nhận về buổi gặp mặt ngày hôm nay như thế nào? Em thì cảm thấy hồi hộp, em thấy bạn ấy là người cũng chín chắn, cũng hiểu biết và thấy cũng dễ thương. Rồi, thế còn Phương, cảm nhận về buổi gặp mặt hôm nay sao Phương? Em thấy bạn em thì hiền. Theo suy nghĩ của em á, thì bạn thì có vẻ là chưa có mục đích đáng rõ ràng cho lắm. Đúng rồi. Đôi lúc mình hiền quá, mình cứ chần chừ quá, mình không quyết đoán thì mình sẽ mất đi những cái cơ hội trong cuộc sống. Vì cuộc sống bây giờ nó cũng nhanh lẹ lắm, mình phải bắt nhịp cho kịp. Có những lúc chậm nó tốt, nhưng có những lúc chậm nó sẽ thiệt thòi. Vậy thôi, đó là những cái cảm nhận đầu tiên. Còn thật ra để đánh giá một con người, để cảm nhận một con người thì chúng ta cần phải có thời gian nhiều hơn nữa. Ở đây chúng ta chỉ mới trò chuyện mà thật sự là cũng qua mạng, chứ cũng chưa phải là một cái cuộc trò chuyện trực tiếp. Thế thì bây giờ các bạn đã chuẩn bị cho chị Tường cái biểu tượng mặt trăng và mặt trời chưa? Dạ, em có rồi. Dạ, chuẩn bị rồi ạ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mình muốn là kết bạn với nhau để tìm hiểu thêm thì mình đưa cái biểu tượng mặt trời lên. Còn nếu mà mình không muốn thì mình có quyền đưa biểu tượng mặt trăng lên. Các bạn hiểu chưa? Dạ. Dạ vâng. Ok, vậy xin mời các bạn nhắm mắt lại và nghe 3 tiếng đếm của chị Tường thì mình đưa cái biểu tượng mình chọn lên nha. 1 2 3. Xin mời hai bạn. Rồi, xin chúc mừng nha. Rồi, giống như là hai bạn đều là những người rất là chín chắn. Chị Tường rất là vui. Mặc dù hôm nay có thể là mình chưa hiểu được gì nhau hết. Cái cảm xúc đầu tiên thôi, nó có thể đúng và nó cũng có thể sai. Cho nên là các bạn tôn trọng nhau, quý nhau thì mình hãy cho nhau thời gian. Sau chương trình này các bạn cứ trực tiếp liên hệ với nhau nha, để hiểu nhau nhiều hơn. Chị Tường thay mặt chương trình chúc cho hai bạn được nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và sẽ có những cái khoảnh khắc hẹn hò với nhau thật là thú vị. Dạ vâng, cảm ơn chị Cát Tường và chương trình ạ. Rồi, lát chương trình sẽ gửi thông tin của các bạn cho nhau nha. Tạm biệt hai bạn, hẹn gặp lại. Dạ vâng. Dạ, chị chào bạn nhé. Nếu thành công rồi thưa quý vị, chúng ta đã đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc thì dù là thành công hay thất bại thì Viettel vẫn sẽ dành tặng cho người tham gia 1 năm sử dụng gói cước data ST150K với 90GB trị giá là 1.800.000 đồng, thoải mái online và xem show hot cả ngày. Chấp nhận hẹn hò tuổi từ 18 đến 22 thì mình sẽ được tặng thêm một cặp sim đôi trendy nữa. Nếu như các bạn đang trong lứa tuổi là học sinh sinh viên thì chương trình sẽ tặng cho bạn một sim trendy của Viettel để tận hưởng những ưu đãi về data, phút gọi và nhắn tin chỉ dành riêng cho trẻ nha. Kính thưa quý vị khán giả, như vậy là chương trình ghép đôi thần tốc với mùa 1 đã khép lại tại đây rồi. Các Tường xin thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Các Tường cũng như là với chương trình ghép đôi thần tốc. Và quý vị hãy chờ đợi nhé, chương trình ghép đôi thần tốc phần 2 sẽ quay trở lại với những kịch tính và hấp dẫn hơn nữa.